Nó hạt rồi này. Nhiều, thơm. Ok. Rồi. Rồi, bây giờ ta sẽ tiến hành tẩm ướp. Trong cái hỗn hợp sốt của tôi là có gừng này, tỏi này, ớt này, hành này, các gia vị này, tôi sẽ tiến hành tẩm ướp đùi dê. Thịt dê tươi này, ăn ngon luôn. Đây cái này, 2 cân, hơn 2 cân. Con dê được 50 cân. Lên trai chứ. Chiếc đùi dê khổng lồ này với giá cực kỳ đắt đỏ, 1.000 đô. Dê này đã được chăn thả ở trên đỉnh Himalaya. Nó chỉ ăn bằng đông trùng hạ thảo nên là giá trị dinh dưỡng rất là cao. Tươi đẹp đó thầy, sáng bữa nữa chứ. Gà sẽ tẩm mắc khén bằng nước. Và bây giờ đùi dê đã ngấm gia vị, ta sẽ cho lên bếp nướng khát hồng.
cho ra ngoài riêng. Rồi, chuyển nhất tuần luôn. Lát qua đi. Phải không? Rồi. Dùng cái chuỗi để cột ga. Bên đây, bên bên đây, bên bên đây. Bên đây cái này nhá. Con. Con đây lẩu bò đi. Rồi ga ướp mặc khén. Đấy ạ. Tập con bò nó lẩu cho ngọt. Lẩu mà không bò mình biết gì đi. Cháu đi em, mình đi tối mới chừng cái gì. Cắt đâu đã? Để nó cắt đâu bố? Tuyệt vời quá. Chuyển ra những mặc kẻ đinh nhất luôn. Sao sao không bị nhiễu nữa? Khi dễ được, không thể dễ bước ra ra đây. Bàn giáo đẹp lắm. Đây là dế tung xèo. Yeah. Rồi. Thảo sẽ trổ tay với các bạn làm chặt chéo. Gia vị chấm truyền thống của người Tây Bắc. Cả là nguyên liệu này cho vào cối. Tao cho thêm tí nữa lên ạ, tao khô luôn đi. Tao ướt là mình chín. Dạ, mình đâu mà chín. Lấy dao mà cửa. Lấy dao cửa đi. Cắt cái vỉ này má đi. Chạy. Cười tươi vô. Anh em đâu lên phía này, đủ chưa? Đi bên kia, bên đường. Đấy anh em sâu xé đi. Anh Vi ăn thử miếng gà này. Chẩm xéo. Dưa này, dưa ngon. Ngon.